là con quái vật thời cổ đại. Thật kỳ diệu, chẳng lẽ tảng đá này không có trọng lực, nó có thể bay lơ lửng? Bây giờ bên trong kia là những ký hiệu gì? Mình sẽ chạm vào xem như thế nào nha các bạn. Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Là con quái vật thời cổ đại. Cái tảng đá lúc nãy nó đưa mình quay về thời cổ đại các bạn ơi. Ở đây có sinh vật thời cổ đại nữa. Thì ra mấy con quỷ đầu lo này nó hiện diện trên trái đất từ rất lâu rồi các bạn ơi. Ở đây có hai con luôn nè. Chỗ này không an toàn rồi các bạn ơi. Phải nhanh chăng tìm cho được cái tảng đá lúc nãy để quay trở về thời hiện đại. Các bạn ơi, mấy con quái vật đó nó chặn hết mấy cái đường đi luôn rồi. Không biết thời cổ đại này có siêu nhân với Godzilla không nữa. Nhờ siêu nhân giúp đỡ. Ở phía bên kia có con khủng long gai đây kìa các bạn ơi. Khủng long gai là động vật ăn cỏ. Nhưng mà ở đây là một hoang mạc, không có một cọng cỏ. Khó mà sống mà nha khủng long ơi. May mắn quá các bạn ơi, đã tìm thấy hòn đá không gian rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi tiến thẳng tới, chạm vào hòn đá để quay trở về thế giới hiện tại, chốt những con quái vật này. Đây nè, đây nè. Chỗ này các bạn ơi. Hey. Mừng quá các bạn ơi, đã quay được trở về thời hiện tại rồi. Bây giờ phải tìm đường về nhà thôi. Còn một đường này các bạn ơi, không biết mấy con quái vật đó nó có theo tảng đá đi tới đây được không các bạn. Nhưng mà vấn đề quan trọng bây giờ phải tìm đường về nhà, sau đó sẽ báo với các siêu anh hùng nha các bạn ơi. Mình chưa kịp đi báo tin cho các siêu anh hùng, chưa kịp về nhà nữa là mấy con quái vật nó đã đến đây rồi các bạn ơi. Có quái vật đầu cưa, có khủng long bạo chúa nữa các bạn ơi. Con khủng long đó có khả năng phun lửa, thật là lợi hại. Con khủng long đó để cho nó nhìn thấy nó phun lửa một cái là cháy rụi lông nha các bạn, cho nên phải cẩn thận đứng xa nó. Hình như đã làm rồi, nhìn cái đầu thì giống khủng long nhưng mà nhìn toàn cơ thể kìa, có đôi cánh, nhìn giống như con rồng hơn. À, có thể đây là một con rồng, không phải là khủng long đâu. Ở bên kia cũng có hai con gì lạ lắm. Đi qua bên bển xem. Đây là con khủng long màu nè các bạn ơi. Con khủng long màu với con khủng long gai là hai con khủng long ăn cỏ. Bây giờ phải tìm chỗ cho hai con khủng long ăn cỏ này ẩn náu, chứ một hồi nữa con khủng long bạo chúa nó xuất hiện là nó ăn thịt hai con khủng long này luôn. Chỉ mới nhắc nhẹ thôi mà ai ngờ khủng long bạo chúa tới thiệt luôn rồi. Khủng long đó tạm thời nó không nhìn thấy mình này các bạn ơi, nó không có chú ý tới mình nữa. Bây giờ nhân cơ hội này mình chạy nha. Đây là con khủng long màu lúc nãy chạy thoát con khủng long bạo chúa này nha các bạn ơi. Nhưng mà vẫn còn một con khủng long gai nữa, con khủng long gai nó chạy không thoát rồi. Con khủng long bạo chúa nó dẫn đầu nguyên một đám quái vật luôn. Lần này có quái vật đến rất đông rồi các bạn ơi. Bây giờ mà tìm không gặp siêu anh hùng là mấy con vật ở đây sẽ bị ăn thịt hết luôn á. Đây không phải là robot trong đội hình robot của mình các bạn ơi. Liệu đây có phải là robot của kẻ xấu phái đến đây để thăm dò? Hiện tại chưa thể phân biệt đây là robot xấu hay là robot tốt. Cho nên cách tốt nhất để đảm bảo an toàn thì bây giờ mình sẽ đi về đội hình robot của mình và phái một robot đến đây để canh giữ robot này nha các bạn. Mình có một bạn robot tinh tinh chuyên làm nhiệm vụ tình báo. Bây giờ mình sẽ nhờ bạn robot này để theo dõi tin robot kia nha các bạn. Robot tinh tinh của chúng ta đang đi vào vị trí, vào tầm nhắm con robot kia. Phát hiện vấn đề là robot tinh tinh sẽ báo ngay về cho chúng ta. Đã có robot tình báo, bây giờ có thể an tâm đi tìm các siêu anh hùng để đối phó với con quái vật và con khủng long đó rồi các bạn ơi. Đó có phải là quái vật người cưa hay không?
hai tay của nó là hai cây cưa. Cái đầu của nó cũng là một cây cưa luôn. Thật là quái dị, phải tránh xa nó ra. Con quái vật đầu cưa này nó đang định đi đâu? Hình như hướng bên đó là nông trại của bác nông dân. Nó đang định làm gì? Tên quái vật đang đi về phía của các con vật. Phải đi ra ngoài cảnh báo cho nó biết đây là vùng đất của các siêu thần quản lý, để cho nó không làm chuyện ác. Tên quái vật người cưa kia, khu vực này được siêu thần quản lý, người đến đây quấy khóa sẽ không có kết quả tốt đâu. Biết khôn thì chạy nhanh lên, nếu không người sắt đến đây là đập người dập luôn. Nó chạy thiệt các bạn ơi, mà nó chạy đi đuổi theo mình. Tốc độ của nó cũng khá là nhanh, nhưng mà làm sao bằng cái tốc độ chạy trốn của mình được. Ở đây có một cái bụi cây nè các bạn, mình sẽ vô trong đây trốn, đố mớ mà kiếm được mình. Nó cứ chạy đi, nó không tìm được mình đâu. Tạm thời núp vô đây, chờ tiếp viện nha các bạn ơi. Nó tìm không thấy mình, nó xây qua nó ngược con bò, chạy băng băng luôn rồi. Nó đánh con trâu, nó đạp con mèo, đi tìm anh người sắt mèo. Anh người sắt ơi, con quỷ đầu cưa thật là ác độc. Em chạy trốn nó tìm không gặp em, nó xoay qua nó đánh con bò, nó đạp con mèo luôn. Bây giờ nó tìm kiếm các con vật khác đang chạy tán loạn luôn rồi anh người sắt ơi. Chậm một giây là nó sẽ đánh thêm một con vật đó anh người sắt. Ok, ta sẽ không chậm trễ bất cứ một giây nào đâu, anh Tài cứ yên tâm, ta sẽ bay đi ngay. Ok ok. Anh người sắt ngược nó, chạy phấn khối luôn rồi, cho nó bỏ cái tặc chuyên đĩa khiếp các con vật. Con quỷ đầu cưa kia dễ gì mà chạy bằng anh người sắt. Nó mà chạy nhanh hơn người sắt là anh người sắt bay lên một cái chặn đường nó liền các bạn. Nó bị đánh bại, đang chạy đi rồi qua bển như thế nào? Tên người cưa này bị đánh bại các bạn ơi, nó làm chuyện ác, bây giờ nó phải nhận lấy hậu quả thôi. Phía bên kia là một tên cướp. Tên cướp này đang hẹn với ai và đang chuẩn bị đi đánh cướp ở đâu mà trang bị rất là nhiều vũ khí. Trên cái lưng có một cái quả lựu đạn, quả bom siêu to luôn các bạn ơi. Tôi ghim bạn rồi nghe bạn. Bạn dám đi ăn cướp hả? Tôi gặp anh người sắt là tôi báo với anh người sắt. Anh người sắt ở đây xử bạn. Nhìn nó thật là gai góc các bạn ơi. Cho nên bây giờ phải đợi siêu anh hùng đến, chứ mình mà bước ra nó đập mình một cái là dẹp dép luôn các bạn ơi. Anh Điện Quang ơi, quá trời ngon rồi, gặp được anh á là em quá chàng mai rồi. Anh Điện Quang, xử lý con khủng long, xử lý tên cướp, xử lý mấy con quái vật kia hết đi anh Điện Quang ơi. Ok anh Điện Quang ơi. Hay quá anh Điện Quang ơi. Anh Điện Quang đã xử lý được một con quái vật rồi. Bây giờ anh Điện Quang sẽ đi tiếp, mình cũng sẽ đi tìm thêm các siêu thùng khác. Thật là bất ngờ các bạn ơi. Ở đây xuất hiện một nhân vật này, không biết là thiện hay ác. Nhìn đi các bạn, nhìn cái trang phục giống như là thời Ai Cập cổ đại vậy đó các bạn ơi. Nhân vật này có thể là đến từ thời Ai Cập cổ đại. Bây giờ đi đẳng coi kỹ hơn nè các bạn. Cái móng chân thật là dài quá đi. Mà tại sao lại nhúng nhúng nhảy nhảy như thế này? Cái thắt lưng là bằng kim loại, trên tay cũng có đeo rất nhiều kim loại. Này anh bạn ơi, cho tôi đi qua được không? Đường này đường về nhà của tôi, ông bạn đứng cản nãy giờ rồi đó ông bạn ơi. Bị sinh hoạt hồi nãy chặn đường đi rồi, bây giờ muốn về nhà là phải đi đường này nè các bạn ơi. Dòng xuống cái sông này, đi đường này là vừa đi về nhà mà vừa tìm các siêu anh hùng luôn nha các bạn. Ở đây người ta làm cái dây này cho nên đi không có bị lún xuống đất.